Làm sao? À, cái giày của con hả? À, cái giày múa ở trên xe của mẹ hả? Ồ, hả, cô chú bữa nay coi chay mặc bộ đồ đẹp ghê không? À, con không có thấy nó hả? Con muốn mang giày múa hả? Ủa, mình đâu có đi múa đâu, mang giày múa. Hả? Chay. À, con thích, con rất là lay múa hả? Nhưng mà giày múa thì chỉ để trong cái chỗ múa thôi chứ đâu còn đâu có để chỗ ngoài được. Bất kỳ đâu rồi, bất kỳ đâu rồi. Đóng cửa lại hả? Đóng cửa lại làm gì vậy? Đó, thấy chưa? Quá luôn, cô chú thấy cái mặt cái bộ đồ Tết dễ sợ Tết không? Con tự đóng được mà, coi chừng chặt tay nha. Mày giúp con đóng cửa lại nha. Ok, rồi con muốn làm gì? Quá luôn coi kìa. Không để mẹ nói thì mẹ không nói, con nói thôi. Ôi, khó lắm cô chú ơi. Không có cho mình nói gì hết á. Áo này giờ cũng muốn chật chật rồi đó cô chú. Lấy ra mặt để quay video clip cho cô chú coi cho nó đẹp đẹp dễ thương để lưu lại cái khoảnh khắc nó mặc áo này. Chứ còn cái cổ nó có ấy, nó cũng nhìn không, cũng chật chật rồi đó. Mà mặc dễ thương ghê không? Mặc cột tóc cao lên nè, cái muốn giọng vậy sao không? Có lưng có ấy rồi này kia. Hái chì đi. Cái gì con? Rồi lấy dép đi, lấy dép mang đi, mày dẫn đi outside. Không được mà. Cái giày múa đâu có được đi ra ngoài đường. Giờ mang đi giày này nè. Ở đâu giày con đâu mất tiêu rồi cháy. Nó nghe nè, mang đi giày nè. Không, dance class là đi on mấy cái ngày kia. Đây, mang giày này nè. Chơi. À, mang giày này vô cho mẹ. Ăn bánh gì ạ? Ăn bánh gì vậy? À mẹ, nhưng mà mẹ muốn con nói là bánh đó bánh gì? Hồi nãy á, Ngọc lấy một cái bánh bía sầu riêng ra Ngọc tính ăn. Lâu quá rồi Ngọc không ăn. Cái Ngọc đi, Ngọc đem cái vỏ, Ngọc xé ra, Ngọc đem cái vỏ vô cái thùng rác, Ngọc dục rác, cái Ngọc đi ngang, Ngọc thấy nó. Cái Ngọc đưa nó thử coi có ăn không, cái nó lấy, cái Ngọc lấy, Ngọc nói thôi để cho nó cắn thử vài ba miếng cái chắc nó trả lại. Ai ngờ nó lấy, nó cắn, nó ăn hết luôn cô chú. Nó ăn hết, nó ăn tới nửa cái nó chạy lại, nó nói mẹ, mẹ có ăn hết rồi mẹ cho con thêm nó ăn nữa được không? Trời ơi, rất là lỗng thích bánh bí sầu riêng đó cô chú. Tự nhiên á mẹ, giờ mẹ đánh răng là cái con đàn đưa cho mẹ chơi. Muốn không? Muốn đi ra ngoài không? Ok. Đi ra ngoài chờ ba về, vậy ba về tới nơi vậy. Đi ra dạo mát đi, giờ cho mấy cô chú coi coi cái đầm của chay đặng. Đi, lẹ lên. Không nha, không có giọt nước nha. Mặc đồ đẹp là không có giọt nước nha, chứ ướt đồ nha. Đi đi vòng vòng kiếm ma trì coi có nhà không. Thì sao, ma trì mom sao? Mẹ của ma trì sao? A Trì đi học hả con? Đúng rồi, mẹ nhớ bữa con vẽ cái đó với cái cô kia kìa. Say hi. Không thấy con mặc đồ đẹp á. Say hi. Trời ơi, sai cái gì mà mắc cỡ cái gì. Kêu nó nói chào, nó nói mẹ, mẹ con mắc cỡ quá. Mắc cỡ mà còn nói ra là có nghĩa là đâu có mắc cỡ. Thường thường mắc cỡ là người ta không nói luôn. Thường thường mắc cỡ là người ta không nói luôn. À, A Trì, con nghĩ A Trì là sleepy head hả? Có một mình con là sleepy head á. A Trì là 7-8 giờ là A Trì phải dậy, 6-7 giờ là A Trì phải dậy rồi đó. Để A Trì đi nhà trẻ.
Nhà trẻ có nghĩa là cái nơi mà tụ tập tất cả những cái đứa con nít nhỏ như con. Rồi mình ở đó với cô giáo. Rồi bước ra đây đi, bước ra đây. Chạy đứng lên làm dáng chụp hình tấm ở đây. Đi vô trỏng chi vậy chạy? Hôm qua mẹ cười với mẹ giỡn với mẹ ấy với con gì mẹ đau họng rồi nè chay nè. Giờ mẹ đau họng mẹ đó chay. Đúng rồi, A Trì có nhiều đồ chơi lắm. Sao con? Nay là thứ hai nên là hả, ai cũng đi học đi làm hết rồi, có một mình. I remember everything. À, con nhớ tất cả mọi thứ luôn, con giỏi. Trời, nó nói con nhớ tất cả mọi thứ luôn nhỉ. Sao con? Đúng rồi, con dịch cỏ ngoài đó đó. Con ra con thấy lô dịch cỏ đi. No. Sao ạ? He wants to run away when I was say hello. Nói đi, nói sao? Now, you shouldn't be placed close because he's gonna go away. À, mẹ hiểu rồi, cô chú biết nó nói gì không? Nó nói nếu như mà mẹ không có nên tới gần tụi nó, tại vì nếu mà mẹ tới gần tụi nó thì tụi nó sẽ chạy đi chỗ khác. Đó, phải im lặng, nó nói hết câu chứ mà mình cười giữa câu là không được. Hay ghê không? Kêu nó lại, con say hi, con say hello đi, nó nói không, lại mọi mà chờ mình mà chạy lại hello đi, nó là nó chạy chứ. Hay ghê thiệt cái nha. Sao nó biết cái định lý nó hay vậy ta? À, trời. Chơi à. Ủa phải ba về không ta? Phải ba đi ship hàng về không? Nhưng bữa mấy ba nhờ có ba chay á hả, mà mẹ con chay được thông thả cô chú ơi. Có ba chay nhà là hai mẹ con được thông thả. Ba lâu quá. Thường thường á hả là mẹ với chay giờ này sẽ đi chạy cho tới 4-5 giờ chiều. Xong rồi cái bắt đầu chạy về, bắt đầu làm clip chay, rồi cái bắt đầu làm clip Ngọc. Mà bây giờ là có ba chay đi làm hết rồi, hai mẹ con thông thả đường chút rồi. Thôi đừng kệ nó đi mấy cái đó là. Đừng chạy nó đi, đừng có chỉ mấy cái đó làm chi. Mom, look, it's just like elf toys. Trời ơi, cái bãi đó mà nó cũng ngồi xuống nó phân tích nữa. Nó phân tích cái bãi này là giống cái gì nữa. Trời ơi trời. Được đời không? Trời sao giống ui sao giống mưa chị ơi. Hả? It was not mưa. Không có mưa hả? Đi ra tiền chưa? This one. À. Can you play home? Nó đi nó lụm đồ chơi, nó kêu tôi đem về nhà có được đời không? Bà đi đâu rệt quá có nhà không ta? Dạ không. Sao con biết? Đi vô ăn gummy bear này chay nè. Đi con, đi vô ăn gummy bear. Với lại uống mấy cái ấy trước đi, chứ để một chút nữa mẹ đi, mình đi tới chiều về cái mẹ quên nữa. Uống trễ quá không có tốt. Đi. I am a gummy bear, you are the gummy bear, đúng không? Đi cái tướng thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Trời ơi, đi khom giống mẹ đã khom nè, mà con khom giống mẹ là chết luôn cái dây chay nha. Mẹ biết mẹ khom là không có tốt rồi. Nhưng mà cả dòng họ của ông nội là nó khòm hết vậy đó, giờ biết sao? Nên là con không có được khòm nữa nghe không? Đứng thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Ok, không à. Rồi đi vô đây ăn vitamin cho càng theo ngày hôm nay chứ trước đã. Rồi đi đâu đi. Chứ giờ không mấy mà đợi tới chiều ăn nó không có tốt phải không? Hey. Mom, that's not how you say it. Like normal.
À xin lỗi, tại vì mẹ mẹ giục lên mà nó rớt xuống thôi, chứ mày đâu có cố tình mẹ giục xuống đất đâu. Yes. Đâu rồi, kẻ đâu rồi? Một hộp thôi. Một cái thôi nha. Nghe con. Nhai nuốt hết đó, lại lên. Lại uống này cho mẹ, lại lên. Hôm qua là uống sâm với lại uống tăng chiều cao, hôm bữa nay uống cái này. Đi lại kia ngồi, đi lại kia ngồi, không có đi vòng vòng. Uống hết cái này xong rồi mẹ đi cất cái này mới được đi vòng vòng. Ngồi xuống sit down. Trời, nó uống mấy cái này giỏi. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Nhai hết đi con. Đừng có bỏ ra. Sao kỳ vậy ta? Change color. Ăn sợ hết hay gì vậy? Ăn từ từ. Change color into new tasty. New spicy. Ok. Ăn đi con, ở trong nó có nhiều vitamin lắm á. Nhìn thẳng thôi chứ mắt mới gì nhìn kiểu lạ. Nhai lẹ lên. I'm looking at the brown. Ăn đi con, ăn hết rồi ngày mai mày cho ăn nữa. Chứ đâu có hết gì đâu. Này mỗi lại mình ngày mình ăn cái mà. Chứ mà giờ mà không ăn lần chút nữa mình đi là tới chiều mới về là mất công á. Nhớ tới đâu làm tới đó đi. Trời ơi, mặc cái bộ đồ đẹp ghê của chúng. Mặc cái đồ là xuân xuân ơi xuân đã về đó. Xuân xuân ơi xuân đã về. Múa không, múa không? Chân này bị thương rồi không múa được đâu chú ơi. Xuân xuân ơi xuân đã về. Múa không? Hai mặt sầu đời quá trời. Hả? Cũng muốn đi phải không? Uống hết cái này mới đi. Bịch này mày gần hết rồi nè. Tại sao cứ ngậm hoài vậy? Sợ hết phải không? Ăn xong cái đó đi rồi mẹ cho nuốt đi rồi mẹ cho cái khác. Đúng rồi, nhai nuốt rồi mẹ cho cái khác. Rồi, ok, number one. Uống cái vị của nó giống sô-cô-la vậy cô chú. Mấy đứa nít cho khoái lắm. Mà là bột canxi của cá tuyết á, cá tuyết của Nhật Bản á. My mom is really white sô-cô-la, mom. It mixed with a flour and... Trời, nói nhiều quá, uống lẹ đi rồi tôi đi cất cái ly lẹ lên, đừng có đi bưng cái đâu vậy? Có được đời không? Có được không? Ừ, đúng rồi con, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, mix mấy cái color đó thành cái rainbow đó, thành cái cầu vồng nguyên màu quá trời đẹp luôn, uống lẹ đi. Nó cà rịa đó, nó cà rịa, cà rịa. Đúng rồi, tất cả những mùi vị mix chung với chocolate, đúng rồi con. Hay ghê. Rồi uống lẹ dùm. Hy vọng sao cho nó học bơi với nó uống sữa, uống này uống kia cho nó bự bự, nó cao cao một chút chứ sao hai ra. Trong nhà ai cũng lùng hết đó. Hi, how are you? Good, thank you. Đúng rồi, có puppy đó. Uống con chút xíu sữa mà nó luôn nó ngâm cái cho 10 phút chưa xong. Mạnh vô. Giỏi, quá giỏi. Cảm ơn chay nha. Úi trời ơi, không còn một miếng gì trong đó nữa. Rồi xong rồi đó, đó là dinh dưỡng một ngày của chay đó cô chú. Sáng là ăn cereal. À đúng rồi, nãy con mới nói rồi, giờ con nói lại làm chi vậy? Một chuyện mình chỉ nói một hai lần thôi chứ mình nói lại hoài chứ. Mình đâu có thời gian mà để ngồi nói một cái câu chuyện. Nhưng mà biết rồi, nhưng mà mẹ nói con nghe nè, mình đâu có thời gian mà để nói một cái câu chuyện mà mình nói tới nói luôn mấy lần dữ vậy chay. Nói một lần hai lần xong nghỉ bỏ đi kiếm chuyện khác nói, ok. Ba lâu ghê luôn, đi vô nhà lấy điện thoại gọi cho ba đi. Lâu quá trời lâu rồi. Rồi con vô con bấm điện thoại gọi cho ba cho cô chú thấy chơi coi.
cái điện thoại màu xanh của con đâu? Mommy, remember you mom just called by your name and I pressed by your number, I know her number. Ờ đúng rồi, con gọi bà Nhung, con biết số điện thoại của bà Nhung, đúng rồi. Remember mom? Mẹ nhớ chứ, còn mẹ cái gì mẹ cũng nhớ đó con. Rồi cái đồ điện thoại màu xanh của con đâu đây? Đây nè, đây nè, điện thoại. Oh, remember Archie was in the boat with us and I float away. Đúng rồi, đây nè, rồi gọi thoại cho ba đi. Bấm gọi cho ba cho cô chú nể chưa? Bấm gọi ba chỗ nào đâu? Mommy, my neck. Biết rồi, con bấm gọi cho ba một cái đi rồi mẹ vô mày thay đồ cho. Hôm qua nó nói hả, lúc mà Ngọc với nó đi chơi thuyền á. Không, không, gọi cho ba. No. No, trời ơi, bây giờ nó mở ra nó chơi iPad rồi có được đời không? Có được đời không? Hôm qua hả, Ngọc chở đi thuyền, cái nó ngồi trên thuyền nó nói mẹ. Mẹ có thể nào mua cho Adrian một cái thuyền giống cái thuyền của mình không? Còn có ủa lý do tại sao mẹ phải mua? Nó nói tại vì Adrian không có thuyền. Đó, lý do đơn giản vậy thôi đó. Là mua mẹ là kêu mẹ mua cho bạn cái thuyền giống y chang vậy đó. Cái Ngọc giải thích không, nó đâu có cái thuyền này là nhiều tiền lắm con. Mom, oh, remember you say, remember the bird jumps as from your mom, me, my mom, and I followed the boy, then he said, the girl likes your mom, I like the boy. And he said, what? That was funny. You he ran away. Sao nữa? That was funny. Vui ghê. Kể tôi không hiểu cái câu chuyện gì luôn. À rồi là cái Ngọc nói trời con có biết tiền thuyền nhiều tiền lắm, mẹ có thể mua cho Adrian. Không, mẹ đang kể cho cô chú nghe. Nói mẹ có thể mua cho Adrian một cái thuyền bằng đồ chơi thôi chứ đâu có thể nào mà mua cho Adrian cái thuyền được. Rồi nó nói mẹ đừng nói chuyện nữa hay được đời không? Thôi chào tạm biệt cô chú ở đây đi. Bye bye cô chú. Oh, con you really like cô chú hả? Hả? Adieu. Adieu hả? You really like adieu. À chú. Thôi bây giờ chào tạm biệt cô chú nha. Rồi con đặt đổ cho nước nè. Bye bye cô chú. Chứ con không có gọi cho ba thì con kêu cô chú để đây làm gì? Bye bye. Bye bye. Con ra con nói đi, bye bye cô chú ông bà. I don't want to. Thì sao hả? I don't want to say bye bye. Thì sao con không muốn nói bye bye? Con không muốn nói bye bye là cái đó là một cái điều vô cùng mất lịch sự. Bye bye. Lý do tại sao con không muốn nói say bye bye? Because I really like you. À, tại vì con rất là thích cô chú hả? Trời ơi, con được đời không? Trời ơi, con muốn nói bye bye tại vì con rất là thích cô chú, con được đời không? Con đợi vậy, con tim cô chú không tan chảy sao được? Con xạo, nó xạo gì mà nó xạo dữ vậy? À, con không có xạo hả? Con nói thiệt hả? Con không có xạo hả? Rồi thôi, mẹ bye bye cô chú nha.